Bạn xuất đây bằng phổn, thằng ngày này có nhóm chạy rộng lệch vì vị thị xa không có cái tức để môn năng dương chạp bà đàm thua an trên trăm trái môn năng dương chạp bà đàm trên trăm trái cứ dương trời tại cái tức hạt ấy bạn chỉ dương chạm bạch trời cái tức chỉ tu tới bà sân thì dương đã tức an rồi có tức xa tức đông để dựng bom trên mà nắng vì admin cầm đặt bài ha trầm trời chẳng chỉ một chúng cầm đặt bài ha đại lõa đại a trời ruột bàn nắng bia chỉ lo vì vùng mùi cho trám tới vùng bầy nâng cư chia cầm đặt bài ha đại lõa tại bà sân thì dựng admin tháng năm sầm rạp cài tật nâng tế cư dựng ọt á trên trầm trời nắng bàn tề vì ai nâng vào chôm nâng hà nị phây cấp đại thưa ở trời nó ngọt và trời nó về mình ai thôn đang vạn giả ca nó không tận đang bán chẳng là đôi trời nó không ăn nó cứ muốn đang dừng chẳng cứ dừng bán thua ca cai tật và chẳng ca cai tật cứ dừng para tháng năm sản phẩm cai tật cứ dừng miền tháng năm sản phẩm cai tật nó không mùi xê xê cứ dừng ai đã bán tật pi mạt kịp và mùi xê xê pi mạt kịp chẳng ở nơi không ăn muối từ tầng 4 mét và đòi vòng 7 mét chia stong đá cứ vì miền tắc cặp bồ cả làm mét cứ đập và mùi mét kịp và chẳng cứ dừng qua tam đường nữa không mùi sấy cứ dừng đại tắc bàn ở pi mét kịp chẳng dừng miền tháng năm đồng bầy cài tắc hay và toàn bây giờ cài tắc nâng hơi dương cài tật mùi sao và đại trào nó hết ban dương đã con trai châu dương ọt ai còn tập bồn tật đốn rồi có tật sạt tật sạt tật rọt dương nắng có dương ai chỉnh trầm bàn tay còn thái bà sân dương ọt cài về tế trai đừng ai ngọp ngọp ai phía rối cứ chán ai thà ngọp tận óc có thà bàn tay bà sân dương ọt cài tay bà sân dương cái vì ai ngọp tay tuốt không đầm nặng cao tập bồn vì ai ngọp tay tuốt chắc bồn vốn vì ọt chán thế chẳng đôi tật này chạy sẽ hay cả nhà thì dương cài hay cứ dương ọt bạch cài về tì tê nữa dương ọt miền trong bạch cài tật năng tì tê dương cái lúc ra tay dương bằng hô à tật cha này tật cha năng chơi nhỏ dương đã tật thầm mây chẳng sông chốn à năng bàn dương cài ta bà xin bông phôn miền an sạc cua an sạc cua mùi nó khẳng cài nâng dương thua ca cài về tục hay không cả đây thì dân tật đầu tật án kêu dân ai và chơi nhà cha nâng cháu hơi đã thay mau tạm đòn đấy bà thưa bị thi sát nâng viên lo chiêng vì lo chiêng bà sân này dân bằng hồ này chơi hơi dân đã tật thay cho liếm trái đường ngọt của nhóm bị sao rồi đấy bà sân này dân đã tật thay tật đầu tật án nó cứ đã mau bị ai ngọt buồn nó qua lại chân tật trời đấy tại bà sân này bong bốn miên ăn stock sạc cua hay thua cá cài vía tục trim sầm rập và chơi nhà nâng chơi hái đã tật thay mà chôn máu cứ trời nâng cứ miền sọc phèp thò mà đã bị ọt miền ngọp ọt miền chữ y tì bàn chân ở chưa chạm bát cứ dương trời tật cài tật nâng cài tật không cả đây tháp bồng bồn nơi thì crong bồng bồn prà tật ở ruột prà tật một sân đó nè rồi có tật đồn chân à tật tật ọt nâng vư trừ thừa cả cài pH ở vị bàn trầm trừ tạm stong đã bỏ vì nắng đã trầy ruột nơi bàn bàn đi trầy bao nhóm cư trong dạ về chỗ buôn khai bông bồn á buôn khai hay hay về vì chia tầm này tầm đã cao tầm bông để nhóm thừa cả sao bông nắng cái nhóm mà chập đã ăn hộp thừa và học thừa bỏ cho ra mình tên bàn hay chịu bắt sau để dừng chậm ní tầm nặng cao tập bốn nhầm trong chạy lại tầm nặng tích bà sân chỉ bóng ôn thôi ca hình châm đôi mình miên ai phần lật chùm này được luôn ai trẻ phần lật chùm này nhé rồi có bóng ôn trời tầm miên thôi ăn chùm cho a sơ lá ngoài bàn thống bà sân thì dương ai chùm này xa si xuất ạp chùm này bà ư cả rộng nóng cứ ọt chùm đánh tì còn thà vì ọt khát ấy còn thà vì ọt bàn chùm đánh chẳng ấy nè chẳng hạn ấy nhầm chầm lược thì mũi cứ chiêng sam sập cái lỗ cồn bia và hai chia bay buồn
5000 con cứ chạp hộp chi phải chạm mong bà lấy ở toàn ở đây này hơi thông thông mà mùi cho mà khám bị khám ấy nhưng chạp slo chạp bồng bồng chạp thôi thực cường ấy hô hai chân tử chẳng ở việc con hộp nào bồng bồng ở bà bạn tình kế nè miền tìm xa cái ao dương đá cái tình đó cả lãnh mà cái lô tập ràm bọn thì là tên ấy mà cái lô ràm bọn thì là hỏi bà xin dương đặc tật đó cả lãnh kê tầm đó nó cứ ban pram pon pram roi deal ចំពោះទីផ្សារនៅខាងខេត្តសៀមរាបអ្នកត្រីឆ្អើងគាត់ទិញយកទៅធ្វើត្រីឆ្អើរហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទីត្រីត្រីហ្នឹងគឺមានទីផ្សារគាត់ថារឿងដែលសំខាន់បើសិនជាយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើចំណីដោយខ្លួនឯងចេះផលិតចំណីទេគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យហានិភ័យគឺខាតណាយើងចំណីច្រើនបើសិនជាយើងឲ្យចំណីផ្សារហ្នឹងដោយសារមួយថ្ងៃយើងឲ្យវា 3 ដងមួយថ្ងៃ 20 ហ្នឹងគឺ 3 កំប៉ុងណាបងប្អូនបាន 3 3កំប៉ុងវាអស់ច្រើនដែរក្នុងមួយខែមួយខែអាចមួយខែអាច 3 កំរង់ហើយមួយកំរង់ 80,000 90,000អញ្ចឹងវាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងជាចាំបាច់យើងអាចផលិតខ្លួនឯងគឺល្អជាងណាចេះផលិតខ្លួនឯងគឺល្អបំផុតហើយនៅក្នុងការផលិតចំណីគឺគេមានម៉ាស៊ីនណាមានកូនម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចប្រហែលជា 3-400 ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងអាចទិញម៉ាស៊ីនហើយអាចរៀនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតចំណីម្ល៉េះខ្ញុំឲ្យបានផលិតចំណីគឺខ្ញុំប្រើចំណីផ្សារខ្ញុំដាក់ចោអាសាឡាជាហោហាយកន្លងមកហ្នឹងហើយអាងចិញ្ចឹមត្រីនេះនៅពេលដែលចាប់ត្រីអស់គឺខ្ញុំនឹងដាក់កង្កែបម្ដងណាដោយសារខ្ញុំពិសោធន៍កង្កែបឃើញថាជោគជ័យបាទកង្កែបចំណាយតិចហើយងាយស្រួលចិញ្ចឹមដែរអត់ពិបាកទេហានិភ័យទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូរកែទឹកយើងហៅថាកែទឹកហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការថ្នាំកែទឹកបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនង comment ឬក៏អាចខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអាច call មកតាក់ទងខាងខ្ញុំបានណាបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់អរគុណ